anh em làm đi đi. Lâu không đi ngại à? Ý thức lên tí chứ cứ để rồi nhắc nhở. Bạn đi bóng hôm nay ăn cơm. Bạn đi
đi uống không ăn cơm. Chào bên Nguyễn nha. Chào Minh Quang, chào Thiên Trường, chào Thanh Trần, chào cả nhà yêu, chào 434 người đang xem theo dõi Facebook của Ngọc Nghị nha. Đang từ anh trai. Chào Sơn Lâm. Sơn Lâm ơi, anh hai đây. Gọi uống bia. Sơn Lâm đang chào anh hai. Anh Dũng nay ăn cơm sớm rồi. Đó, Sơn Lâm bị bệnh cho nên là không vào trong trong đâu bạn để ăn bình định được. Cho nên là mấy anh em thông cảm. Chào anh nói với mình thông cảm. Ok, cháu đang bệnh mà. Chào Phan Thương nha. Phan Thương nha. Em bé đang bệnh cho em bé khám ạ. Sơn Lâm này cho em gửi lời tất cả anh chị em chúc cảm thấy vui vẻ này. Anh Thanh, em chào chị Thanh Thanh nha. Năm sau mà vì tổ chức sinh nhật đây được không mọi người? Vẫn thế mà, vẫn thế, chỉ số lượng chỉ ngồi được đến thế, không ngồi được không? Hơn nhiều. Nói chung là chắn cả một cái bục của đây, em chả nhớ cái gì. Cả một sân khấu, lồi biêu trong chả đấy. Rồi, tổng quản lý ra cho nó. Rồi. Nói, nó có sân khấu đây. Là anh cảm ơn chị Thanh Thanh nhá. Nhẹ nhất là phải được 6-7 phim âm. Nhiều lắm đấy. Hạ tim chị Ngọc ạ. Ok. Cháu hôm nay chiều nay là đi xét nghiệm hết rồi. Mai có kết quả Hương ơi. Chị Hương gọi hỏi thăm cháu. Đây vợ anh Hiệp đây. Vợ anh Hiệp đây. Sân khấu đấy là mình. Cháu hôm nay là vào là xong hết rồi, nhập viện thủ tục xong rồi, mai thì bắt đầu mới có kết quả xét nghiệm. Chào cả nhà của chị Ngọc nha. Chào Tú nha. Chào Hải Lê nha. Làm cái mũ xanh xanh gì ở trên này. Ai hiểu công nghệ này. Chị lại được nhá. Ok Hoàng.
chút đi. Uống bao nhiêu thì uống, mà ăn là chị. Thì là mới có cốc bia rồi, đúng không? Bạn chụp cuộc bộ y tế hay là bạn làm ngoài?
không, okay. Tôi hỏi thế để kết nối. Kết nối thì tôi chơi trong anh em trong bộ y tế. Có cái cửa hàng cũng coi chiếc phố đấy đấy. Số 57. Tôi chơi thì anh em trong bộ y tế đâu. Cái đấy thì mình nhập vào các. Đúng không? Thế này. Xin chào nhé. Cô chào ai nhỉ? Vài của đây. Tên tài của Ngọc mình lấy mình nói chuyện với em biết. Xin chào tất cả anh em trong bộ y tế nhé. Xin chào tất cả anh em của Xin Gặp nhé. Gần đây thì